Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, 9 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua, ngày 5 tháng 11, khi nhóm phóng viên của kênh thời sự chính trị tổng hợp VTC1 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đang tác nghiệp tại đền Đá Thiên thuộc khu phố 7, thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, thì bất ngờ bị một nhóm người tới chửi bới, hành hung, giật phá hỏng một máy quay phim. Từ đơn kiến nghị gửi kênh thời sự chính trị tổng hợp VTC1, đài truyền hình kỹ thuật số VTC của gia đình bà Hoàng Thị Lý, thủ nhang đền Đá Thiên. Vào 9 giờ sáng ngày 5 tháng 1, nhóm phóng viên kênh thời sự chính trị tổng hợp VTC1 đã có mặt tại khu vực đền thuộc khu phố 7, thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên để tìm hiểu thông tin và ghi nhận tình hình thực tế. Tuy nhiên, khi đang tiến hành ghi hình ở trước cửa đền, thì bất ngờ một nhóm đối tượng xuất hiện chửi bới, cản trở tác nghiệp. Chưa dừng lại ở đó, một người đàn ông lao tới, chửi bới, dùng tay giật mạnh chiếc camera trên tay quay phim, khiến màn hình LED LCD bị giật tung ra khỏi thân máy và nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường. Sau khi xác minh, được biết, người đàn ông này là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng mỹ thuật Thiên Phúc, chủ đầu tư khu du lịch sinh thái văn hóa Đá Thiên. Đáng nói, khi sự việc này xảy ra, thì vị giám đốc của công ty này cũng có mặt tại hiện trường. 30 phút sau, công an thị trấn Trại Cao đã đến hiện trường làm việc với phóng viên và lập biên bản sự việc. Chiều cùng ngày, công an huyện Đồng Hỷ đến hiện trường để thực nghiệm lại sự việc, tiến hành niêm phong tài sản bị hủy hoại để điều tra hành vi hủy hoại tài sản. Hiện cơ quan công an huyện Đồng Hỷ đang xác minh làm rõ sự việc. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng đã thực hiện các thủ tục cần thiết để đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên và Hội Nhà báo Việt Nam bảo vệ quyền lợi, tài sản và hoạt động tác nghiệp chính đáng của nhà báo tác nghiệp theo luật báo chí. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng mỹ thuật Thiên Phúc được cơ quan chức năng chấp thuận làm chủ đầu tư khu du lịch văn hóa Đá Thiên vào năm 2018. Do không đồng tình với phương án của chính quyền, bà Hoàng Thị Lý, thủ nhang đền Đá Thiên đã khởi kiện ra tòa và được tòa cấp cao tuyên đền Đá Thiên là công trình tín ngưỡng tôn giáo cộng đồng, đồng thời thanh toán công tôn tạo cho chủ nhang vào ngày 26 tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, ban quản lý đền chưa tiến hành thanh toán nhưng vẫn phát thông báo số 01 ngày 5 tháng 1 năm 2023 yêu cầu gia đình chủ nhang ra khỏi khu vực đền, dẫn đến việc người dân khiếu kiện. Liên quan đến vụ việc này, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị khán giả trong các bản tin thời sự tiếp theo. Xin được chuyển sang những nội dung đáng quan tâm khác. Tại hội nghị thảo luận về phương hướng hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức trong sáng ngày hôm nay, các doanh nghiệp đều cho rằng năm nay sẽ tiếp tục là năm phải đối mặt với nhiều sự khó khăn thách thức bởi những biến động của nền kinh tế thế giới. Áp lực về lạm phát, lãi suất dù có thể giảm bớt so với năm 2022 nhưng vẫn rất khó lường. Để phục hồi, ngoài nỗ lực của mỗi doanh nghiệp, cần phải có sự hỗ trợ từ chính sách của nhà nước. Cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị một số chính sách nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp như tiếp tục gia hạn nợ trong năm 2023 đối với các khoản vay trung và dài hạn, áp dụng chính sách ân hạn 1 năm thay vì gộp trả nợ ngay trong năm sau. Đặc biệt, ngân hàng nhà nước cần phải tăng cường công tác thanh kiểm tra các ngân hàng thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, áp dụng chế tài cần thiết và thời hạn đến hết năm 2023. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp thành phố cũng đã kiến nghị nhà nước cần phải xây dựng chính sách ổn định thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp để không làm tình trạng này xấu hơn, ảnh hưởng đến nền kinh tế và an ninh xã hội. Chỉ còn gần 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này thì người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu đi sắm Tết. Năm nay, thu nhập nhiều người dân có phần sụt giảm nên việc mua sắm Tết cũng được tính toán hơn. Tuy nhiên, để tăng sức mua thì các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cũng tổ chức nhiều chương trình kích cầu. Thời điểm này, nhiều gia đình đã bắt đầu đi sắm Tết. Mỗi nhà đều có nhu cầu tiêu dùng khác nhau, song đều có điểm chung là năm nay chi tiêu sẽ tiết kiệm hơn. Hiện tại thì năm nay chắc mua vừa đủ dùng thôi chị, chứ không có mua nhiều như năm trước. Hủ tiếu là mua mứt rồi kẹo bánh rồi cho em bé rồi nó ăn thôi. Mua thêm một số quà để tặng gia đình và khách hàng thôi. Mình cũng tiết kiệm một chút. Tại vì mỗi năm thì năm nay có nghĩa là cái kinh tế nó cũng khó khăn hơn. Mình làm nó cũng thấy nó cũng tiết kiệm hơn. Nếu chương trình cái nào thì có thể giúp cho những người dân, bản thân mình cũng vậy. Ví dụ như hôm nay mình cũng chọn cái sản phẩm nào mà một tặng một đó. Mình mua như là mình muốn đi biếu những người thân, bạn bè. Hơn 12.000 sản phẩm là các sản phẩm nhu yếu phẩm cũng như là đặc sản Tết đang được siêu thị này áp dụng mức giảm giá lên tới khoảng 50%. Và với chương trình kích cầu này thì siêu thị này kỳ vọng
sức mua của dịp Tết năm nay sẽ tăng khoảng 30%. Hiện nay trong cơ cấu hàng hóa nói chung, thì người dân cũng sẽ thiên về cái nhu cầu hàng ngày, và chính điều đó Sài Gòn Co cũng đã tập trung những nhóm hàng thực phẩm chế biến hàng ngày, và bên đó mặt hàng những hàng cao cấp thì người dân cũng có một nhu cầu, tuy nhiên nó sẽ không bằng như mấy năm trước. Sài Gòn Co đã chuẩn bị hàng hóa cách đây hơn 6 tháng để làm sao hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, và đặc biệt hơn nữa là Sài Gòn cùng với thành phố tham gia chương trình bình ổn, những chương trình khuyến mãi, thì Sài Gòn mong muốn là người dân sẽ tiếp cận được những sản phẩm với giá cả hợp lý. Hiện nay cộng đồng doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đang tung chương trình khuyến mãi Tết, và tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái cơ hội mà người tiêu dùng có thể mua sắm những cái sản phẩm tiêu biểu của nhiều vùng miền đến với thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là sản phẩm chế biến. Và theo quan sát của chúng tôi, hiện nay thị trường đã có sự chuyển động nhất định, và trong khoảng một tuần tới thì đó là cái giai đoạn cao điểm của mùa mua sắm Tết. Hàng hóa tại thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo trên kệ và phục vụ cho người dân. Để việc mua sắm của người dân được thuận lợi, nhất là trong những ngày cao điểm như giáp Tết, các hệ thống bán lẻ năm nay tăng cường ứng dụng công nghệ để người dân thực hiện mua sắm online, nhận hàng tại nhà. Bên cạnh đó, các siêu thị cũng bố trí thêm các quầy thanh toán, đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt, giảm thời gian chờ đợi cho khách hàng. Thưa quý vị khán giả, đầu năm mới 2023 này, gần 2.400 con bò sữa có độc toàn TH nhập khẩu từ Mỹ đã về đến trang trại bò sữa của TH tại tỉnh Kaluga, Liên bang Nga. Đây là cụm trang trại bò sữa thứ hai của TH đã hoàn thành đánh dấu bước tiếp mạnh mẽ tiếp theo của tập đoàn TH với dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa TH tại Nga. Đàn bò được tập đoàn TH nhập về Nga đợt này đều thuộc giống Holstein Friesland thuần chủng 4 đời, có đầy đủ giấy chứng nhận phả hệ của Hiệp hội Bò sữa Holstein Mỹ, US Holstein Association, và giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm bộ gen thuần chủng do Phòng Thí nghiệm Di truyền của Bộ Nông nghiệp Mỹ cấp. Theo yêu cầu của TH, chỉ những con bò có chỉ số giá trị di truyền GTPE trên 2.800 mới được chọn. Thực tế, đa số cá thể được chọn có chỉ số giá trị di truyền trên 2.900, thậm chí 3.000. Được tuyển lựa từ những trang trại tốt nhất trên khắp nước Mỹ, từ Arizona, Idaho đến Pennsylvania, có thể nói số bò được chọn thuộc số ít những cá thể bò tốt nhất Mỹ về giá trị di truyền. Theo lãnh đạo tập đoàn TH, thời gian qua, cả thế giới đối mặt với những khó khăn do COVID-19, nhưng TH vẫn rất nỗ lực để hoàn thành kế hoạch của dự án tại tỉnh Kaluga. Đến nay, tập đoàn TH đã đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ vốn tự có vào máy móc nông nghiệp và xây dựng. Ngoài ra, tập đoàn TH cũng đang làm việc với tỉnh Kaluga để tham gia vào chương trình xây nhà cho cán bộ công nhân viên, giúp họ ổn định nơi ở, phát triển những vùng quê còn hẻo lánh của tỉnh. Điều này cũng thể hiện cam kết đầu tư lâu dài và có trách nhiệm của tập đoàn với các địa phương. Từ ngày 8 tháng 1 tới, Trung Quốc sẽ điều chỉnh chính sách phòng dịch COVID-19 với nhiều điều chỉnh đáng chú ý liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu. Trong đó, tạo điều kiện thuận lợi tối đa với những người nhập cảnh Trung Quốc dần khôi phục trạng thái xuất nhập cảnh hành khách qua biên giới, bao gồm cả cư dân biên giới qua lại, đảm bảo vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu phục hồi như trước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Công tác chuẩn bị tại các cửa khẩu liên thông với Trung Quốc hiện đã sẵn sàng. Ngay từ đầu năm mới 2023, các cơ quan lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã chủ động, nhanh chóng lên kế hoạch chuẩn bị triển khai các mặt công tác để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Để đáp ứng công tác phòng chống dịch, theo cái tình hình mới từ ngày 8 tháng 1, kiểm dịch y tế chúng tôi sẽ thực hiện cái công tác là đảm bảo cho tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện xuất nhập cảnh, và cũng đảm bảo cái công tác chuyên môn. Thì về phía tổ kiểm dịch y tế hữu nghị cũng đã chuẩn bị các cái phương án. Hiện tại, lưu lượng phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đạt 900 lượt xe một ngày, có ngày lên đến 1.100 lượt xe một ngày. Hàng hóa vận chuyển lên các cửa khẩu đều được thông quan hết trong ngày. Dự báo lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ tăng lên sau ngày 8 tháng 1 tới. Lực lượng hải quan đã có điều chỉnh về nhân lực, bố trí lực lượng trực 24/7 để đảm bảo hàng hóa thông quan được thuận lợi nhất. Chi cục hải quan cửa khẩu Hữu Nghị đã chủ động quán triệt cho cán bộ công chức làm tốt công tác chuẩn bị, tăng cường các cán bộ công chức vào các vị trí dây chuyền thủ tục hải quan, đồng thời bố trí cho cán bộ công chức thực hiện làm thêm giờ, làm ngoài giờ, kể cả thứ bảy, chủ nhật, nhằm nâng cao năng lực thông quan,
đảm bảo cho hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu được nhanh chóng nhất, thuận lợi nhất. Cùng với đó, các ngành chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường công tác thông tin, khuyến cáo về tình hình xuất nhập khẩu tại cửa khẩu tới các doanh nghiệp, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã đẩy mạnh công tác quản lý xuất nhập cảnh, điều tiết, phân luồng phương tiện chở hàng hóa trong những ngày tới để đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Đối với hoạt động xuất nhập cảnh thì chúng tôi đã bố trí phương tiện, con người sẵn sàng ngay khi mà Trung Quốc mở cửa trở lại để có thể là hướng dẫn hành khách vào làm thủ tục một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. Đối với hoạt động xuất nhập khẩu thì đơn vị đã chủ động phối hợp các lực lượng chức năng trong vực cửa khẩu cũng như cảnh sát giao thông điều tiết phương tiện từ xa, rồi bố trí con người tại các cái vị trí trọng điểm điều tiết phương tiện, đảm bảo không để xảy ra tình trạng ùn tắc, đảm bảo an ninh trật tự trong vực cửa khẩu cũng như công tác phòng chống dịch, đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu được một cách thông thoáng và thuận lợi nhất. Với sự chủ động, tích cực của tỉnh Lạng Sơn trước việc điều chỉnh chính sách phòng dịch COVID-19 của Trung Quốc từ ngày 8 tháng 1 tới sẽ đảm bảo cho việc xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa được thuận lợi nhất với tình hình mới. Thưa quý vị, dự án phố bích họa Phùng Hưng được các họa sĩ Hàn Quốc và Việt Nam thực hiện từ năm 2018. Thế nhưng sau gần 5 năm, phố bích họa Phùng Hưng đã bị xuống cấp hư hỏng. Vì vậy, trong thời gian vừa qua, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng với các họa sĩ thực hiện chỉnh trang, tu sửa và đưa vào hoạt động trở lại từ ngày hôm nay. Sau vài tuần chỉnh trang thì tuyến phố bích họa Phùng Hưng sẽ được chính thức đưa vào hoạt động trở lại bắt đầu từ ngày hôm nay. Và như quý vị các bạn có thể thấy là những tác phẩm ở đây đã đều được các họa sĩ phục hồi lại một cách nguyên trạng. Và đây chắc chắn sẽ là một trong những địa điểm thu hút nhiều khách tham quan trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trở lại Việt Nam sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, gia đình chị Nhung lựa chọn phố bích họa Phùng Hưng là nơi để lưu giữ những tấm ảnh kỷ niệm của gia đình và mong muốn con mình sẽ được tìm hiểu về những nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội qua những bích họa tại đây. Khi nhìn qua những bức họa này, sau đó sẽ là đi đến những từng địa điểm mà nó đã là như thế. Thì muốn con dù đi xa đến đâu hoặc lâu đến đâu nhưng con vẫn luôn luôn nhớ và cảm nhận đây là quê hương và phải giới thiệu cho bạn bè. Đầu tiên thì mình thấy sau khi được tu sửa rất là khang trang và sạch sẽ. Bức họa ở đây nó quy tụ đủ những cái nét đặc trưng, những cái gì Việt Nam nhất. Khởi động từ năm 2018, phố bích họa Phùng Hưng là ý tưởng của họa sĩ Hàn Quốc và Việt Nam. Chính vì vậy, việc phục dựng cũng do các nghệ sĩ này thực hiện. Với tình yêu dành cho Hà Nội, mỗi nghệ sĩ đều gửi gắm vào những bức họa, những nét đặc trưng của thủ đô và làm sống lại những nét văn hóa đang dần bị mai một như áo tứ thân hay nghề làm mặt nạ bồi truyền thống. Tất cả các tác phẩm ở đây được thiết kế và được sáng tác là dựa trên những cái ký ức của chính cái khu của cái con phố này, của cái cộng đồng ở đây. Ví dụ cái máy nước ở đây nó có cả một câu chuyện là cái máy nước công cộng nó là một cái văn hóa một thời, và nó đã từng cái máy nước này nó từng ở trên cái con phố này, và rất là nhiều người cái cộng đồng ở đây cảm thấy rất là xúc động khi mà có một con máy gợi lại đúng cái ký ức của họ cách đây khoảng 70 năm. Để phố bích họa Phùng Hưng trở thành điểm vui chơi của người dân và du khách, quận Hoàn Kiếm đã giao cho ban quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động vui chơi văn hóa để chào đón Tết Nguyên đán. Đồng thời, đơn vị này cũng phối hợp với lực lượng chức năng để đảm bảo trật tự an ninh cho tuyến phố khi người dân và du khách đến thưởng ngoạn tại đây. Trong cái hoạt động mừng Đảng mừng Xuân năm 2023 thì chúng tôi phối hợp với cả một số các nhóm văn nghệ sĩ cũng như là một số các đơn vị để giới thiệu những cái sản phẩm, những cái mặt hàng để phục vụ ngày Tết. Tôi cũng đã có một số những cái biện pháp như là phối hợp với cả công an phường Hàng Mã, ủy ban nhân dân phường Hàng Mã để đảm bảo được cái vấn đề thứ nhất là an ninh trật tự ở trên khu phố, thứ hai là vệ sinh môi trường. Phố bích họa Phùng Hưng dài hơn 200m, trưng bày 20 tác phẩm trên 127 vòng cầu gồm tranh và mô hình 3D gợi nhớ về Hà Nội xưa. Từ lâu, con phố này đã trở thành địa điểm thu hút khách tham quan nổi tiếng của Hà Nội.